Chào tất cả anh em quay trở lại với Cafe với sáng cùng Fumonista nhé. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chia sẻ cho thầy đi. Thì sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại phân tích với cái chạc phục crypto total market cap và phân tích những cái chạc liên quan tới thị trường crypto nha anh em. Thì sáng hôm nay như trên màn hình anh em thấy thì Ngày hôm qua chúng ta có một cái chạc total gần như là đi ngang và không có bất kỳ một biến động nào rõ rệt cả Thì với mình thì đây vẫn là một cái cái chạc khá là ok thôi nếu mà không phá vỡ Như cái play mà ngày hôm qua mình nói với anh em Là không nếu không phá vỡ cái đường trên line hỗ trợ của chúng ta Cái đường trên line nằm ở phía dưới đang hỗ trợ đường giá của chúng ta ha anh em Thì nếu mà phá vỡ cái vùng trên line này thì mình cái plan vẫn giữ vững như cái plan ngày hôm qua nhưng nếu sáng ngày hôm nay chúng ta có một sóng tăng trong ngày hôm nay chúng ta có một sóng tăng và và được lại cái vùng cái vùng kháng cự cái trên kháng cự này thì chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng lên cái vùng 3.0 3.1 nha anh em thì chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng tăng tiếp tục nhé thì với cái chạy như thế này thì chúng ta vẫn cần những cú xác nhận thôi chứ cũng chưa có gì là rõ rệt cả sau sau cái cú rớt ngày hôm qua thì ngày hôm nay gần như là tin tức của của đều đều giữ nguyên và không có gì thay đổi cả và mình cũng nhận được một cái tin đó là là nếu mà anh em có đánh bên forex thì anh em sẽ biết được là Mỹ công bố là cái tỷ lệ lạm phát là cán mốc là 6.2 thì cái mức rất là cao nha anh em. Thì khi mà lạm phát tăng như thế này ấy, thì mặt, thì thì anh em có thể thấy là trước mắt của chúng ta là nếu mà anh em có đánh forex hoặc là các thị trường khác thì anh em sẽ thấy là vàng đã bắt đầu tăng rồi, vàng và bạc và các loại kim kim loại màu đã bắt đầu tăng trở lại rồi. Thì đó là một tín hiệu cho thấy là thị trường của chúng ta không phải là đau nha anh em Tại vì sao? Tại vì khi mà cái công cái tỷ lệ lạm phát như thế này thì nó rất rất là cao Và gần như là Mỹ sẽ bắt buộc phải bơm tiền tiếp tục thôi Mỹ sẽ bắt buộc phải bơm tiền để mà xuất khẩu lạm phát qua các nước khác Thì đó là sẽ là một tín hiệu để mà có một dòng tiền tiếp tục chảy vào 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 vàng, vào BTC, vào bạc và các loại kim loại và thị trường crypto của chúng ta thì đó là một tín hiệu khá là tốt và đối với mình thì nó là một tín hiệu up vẫn tiếp tục là up của thị trường của chúng ta nha anh em. Thì quay lại với chạy total tổ, tổ của chúng ta ở trên màn hình của anh em thì nếu trong ngày hôm nay chúng ta có một cú giữ vững ở cái đường 34 và bắt đầu nhỉ, tăng nhẹ lên và rock out thì có thể là chúng ta vẫn tiếp tục kỳ vọng lên vùng 3.1 anh em thì góc nhìn của mình thì vẫn là đang tiếp tục đánh sóng tăng Tại vì nó vẫn chưa phá vỡ thì anh em cũng biết đấy thì nếu mà chưa phá vỡ thì chúng ta vẫn tiếp tục đánh tăng thôi không có vấn đề gì để mà chúng ta đánh giảm ở thực hiện hiện tại cả rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi tới cái trạng BTC Dominant thì chạc BTC Dominant đối với mình thì vẫn là một cái chạc rất là đẹp dành cho anh coi Sau những cú bắt test, sau những cú rớt của BTC này kia Thì chạc BTC Dominant vẫn giật lên nhưng mà vẫn có một lực Để dòng vốn gần như là đi vào anh coi rất rất là nhiều nha anh em Vẫn tiếp tục đang setup up này Thì mình vẫn tiếp tục với cái chạc như thế này thì mình sẽ kỳ vọng về vùng 41% tiếp tục nha anh em và sâu hơn thì vẫn mình vẫn giữ vững cái plan của mình thôi khi mà ở đây chúng ta đang có một cú phá vỡ cái trên line thì có có thể ở đây là một 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 cú setup up ở trên khung lớn nha anh em. Thì sẽ là những cú giảm rồi những cú tăng. Nhưng mà những cú tăng này này cái đỉnh nó sẽ thấp hơn đỉnh, đỉnh trước đó và nó sẽ lại là lại là, là, đường giá gần như nó sẽ lại lại và đi xuống như thế này anh em. Và sau đó là một cây thẳng đứng. Uh, của đô BTC Dominant ha anh em. Thì vẫn là cái plan của mình, trước mắt là chúng ta sẽ về vùng 41%, 40%, còn sâu hơn về dài hạn thì mình vẫn sẽ nằm về vùng 16%, 15 16% trong vòng khoảng đầu năm sau nha anh em. Như cái plan của mình anh em thấy trên màn hình đây là chúng ta vẫn đang tiếp tục đi sống sóng 4 đang trong chu kỳ setup sóng 4 và chuẩn bị sống 5 nha anh em thì đối với mình thì đây là một cái plan mà mình đã nói với anh em từ cái lúc mà 61 64 phần trăm này rồi và tới bây giờ thì nó đang đại nó đã chạy được một nửa 50 phần trăm cái plan của mình thì mình vẫn sẽ tiếp tục nằm về cái chuyện là nó về vùng 15 16 phần trăm này ha anh em rồi tiếp tục là sẽ là tới cái chạc USDT Dominant thì đây là một cái chạc mà đây mình sẽ xóa bớt cái những cái vẽ đi nếu mà chúng ta nhìn trên khung quyết nhé thì chúng ta đang có một cái sóng gần như là nó nó bò lên nó bò lên nó chạm 89 xong rồi nó rớt tiếp tục như thế này thì nếu mà chúng ta vẫn cứ thấy tiếp tục rớt như thế này thì đây có thể là một cú rách ao tại vì mình đang thấy có một cái trên line ở nằm nằm cái cái vùng mà 2.33 mà mà cái target mà mình nói với anh em ấy thì nếu mà có một cú rách ao ra khỏi xuống dưới vùng trên line này thì có thể là USDT sẽ tiếp tục giảm nha anh em Thì như anh em biết thì USDT đang là một cái đồng table coin mà Gần như là thống trị thị trường table coin ở thời điểm hiện tại khi mà Khi mà anh em kể cả giao dịch Rồi nạp rút đều qua USDT Thì đã, nếu mà USDT nó có một cái 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 tỷ lệ phần trăm càng thấp ấy thì Gần như là dòng tiền nó sẽ chảy vào thị trường rất là nhiều Và anh em cũng biết đấy Thì cái USDT này ở dạo gần đây thì toàn in ra thôi In rất nhiều Mà khi mà USDT được in ra nhưng tỷ lệ phần trăm vẫn xuống Thì có nghĩa là cái giá trị của các đồng altcoin nó bắt đầu nó tăng Nó tăng lên rất là nhiều ha anh em Thì đấy vẫn là một tín hiệu dành cho altcoin và BTC thôi Đây là một tín hiệu uptrend thôi và cuối cùng chúng ta quay trở lại với cái chạc BTC Thì chạc BTC như ngày hôm qua mình có nói với anh em ấy sau cú cú đạp Sau cái cú đạp mà tin Everrange thì gần như ngày hôm qua là sideways quay nó giống như chạc Total thôi nhưng mà Chạc BTC thì lại cho chúng ta là uh, đang chủ vẫn ở trên đường 89 và vẫn đang xe quay ở đường, đường 34 như thế này thì Đối với mình thì với cái chạc như thế này mình vẫn sẽ tiếp tục nằm tăng nhé anh em và đây là một cái chạc mình sẽ giữ cái cái plan ngày hôm qua đó là tăng lên cái vùng 74.000 này nhá lên lên tiếp tục lên cái vùng 74.000 nha anh em hoặc cao hơn là sẽ nếu mà rách được cái trên line thì mình sẽ kỳ vọng lên được 80.000 đó sẽ là cái vùng mà mình kỳ vọng tiếp tục ha anh em rồi thì video của ngày hôm nay thì tổng hợp lại thì vẫn là check lại những cái plan của ngày hôm qua thôi chứ cũng không có gì mới ở thông tin của ngày hôm nay cả nên là cảm ơn anh em đã xem hết video này nhé nếu anh em thích thì like share và comment góp ý ở phía bên dưới và anh em nhớ subscribe để mà nhận được những video tiếp theo của nhóm nhé cảm ơn anh em chúc anh em một ngày giao dịch thành công